Rồi, cho chụp ảnh gửi cho anh nhé. À, anh tên gì bác nhỉ? Tùng, Nguyễn Tùng. À, thế bác? À? Gia đình nhà bác tên là gì? Khê Tám. Bác Khê Tám. Ừ. À, đây là khu mấy bác? Khu 9. À, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Khê Tám tại khu 9 Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ, và vừa lắp đặt cho gia đình nhà bác là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Đây, trên màn hình đây. À, chiếc cuốn thư này thì kích thước là dài 1m97 và cao 87, hai đôi câu đối là dài 1m97. À, được đục chạm là mẫu rồng hóa ma trên nền gỗ mít. À, ba chữ ở trên trước cuốn thư này là ba chữ Đức Lưu Quang và có thiếp vàng, sơn son thiếp vàng rất là bền. Ok mọi người nhé, quý vị có nhu cầu thì liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Đây là bác chủ nhà này. Okay, mọi người nhé.